Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Rùa đây. Clip hôm nay thì mình sẽ quay bên sếp QQ nha anh em. Thì hôm nay mình có tìm được một map workshop, đó chính là cận chiến ba cua và bốc. Một cái map phải gọi là vách cả trưởng 3 trong 1 luôn. Nào, đừng cận chiến mình nha, Gì đây? Lúc nãy đọc mô tả là cái map này là một map như kiểu map chạy trốn ba cua anh em. Đây là mấy cái thằng này bên địch này, mình có thể cận chiến được mấy thanh niên này nha. À, có một cái đường hầm, wow, rộng lắm anh em ơi. Và chúng ta đang bơi. Cái hầm này nó hơi sâu và nó xa đấy. Mình không biết map anh em ơi, mình đi theo mấy thanh niên này. Đào hướng dẫn đi. Ui, ủa, tịt đường ngoài này. Ấy, cái gì này? Nhấn phím E gì này? À, nhấn phím E là mở cửa. Ảo ma Canada thế nhở? Vãi cả nồi. Đâu rồi? Ui, cái map này thằng lì nó thiết kế thì vậy, nhìn nguy hiểm vậy. Có mấy cái bụi cây, xong mình đi ngang mấy bụi cây mình bị rớt đấy các bạn. Đi thôi. Ok, thì các em phải thấy là có một cái đường rất là nhỏ thôi. Chúng ta sẽ đi vào được một cái hang. Hang này cũng dài phết đấy các em ạ. Nhưng mà được cái là chơi game này chúng ta lặn, chúng ta không bị mất oxy. Không sao, bất tử. Bọn nó cận chiến nhau kìa anh em, không biết bọn nó cận chiến nhau ở đâu ấy. Thì clip này chúng ta sẽ đi khám phá nhá anh em. Mình thấy cái lượng tải ở trên workshop, cái map này tải khá là nhiều ấy. À đây rồi. À, ra đoạn này là chúng ta sẽ hết bị nước. Ok. Cái đinh công mạnh nó cay. Nó tên gì á? Cờ A đúng không? Rồi, tao nhớ tới mày, thằng Lên. Nó cần chiến mình em ơi. Láo cá chó à. Chưa khám phá gì hết, toàn bị rớt, nào là bị rớt, nào bị cận chiến. Mình cứ tưởng phòng này là mấy thanh niên chỉ đi khám phá map thôi, không cận chiến nhau. Hóa ra nó cận chiến nhau à. Mở nào. Đâu, cái thằng củ lìn nó đâu rồi. Cái thằng cờ A nó có trốn ở trong mấy cái bụi cây đâu. Ôi, cái gì đây, mấy ông bốc vào trong này luôn ạ, vãi cả lìn, mấy ông bung vào trong này luôn anh em ơi. Rồi, ai chém được mấy ông? Anh em tí kia tí cận chiến không? Có tiếng xẻng quân dụng ở dưới này này. Rồi, đây mình cay quá anh em ơi. Mình bị thằng kia nó đấm chết. Mẹ, ủa thằng này đi đường nào qua đây vậy? À đây, thằng lợn này cận chiến ai? Mình muốn phải cận chiến ai? Láo cái chó. Mẹ này có cận chiến không? Ui, mấy thằng đồng đội mình ác quá anh em ơi. Ôi, mình đi khám phá map tiếp đi anh em. Kệ tụi nó đi. Đây không phải là chế độ ba cua anh em ạ. Nên bọn nó tàn sát nhau rất là dữ dội. Mình phải đi tên tránh xa mấy thanh niên ra, không bị chém sắp bật lờ. Ui. Ủa, cái gì đây? À, nhảy dễ vậy sao? Chỉ cần bám vào cái mé này là chúng ta có thể nhảy lên rồi anh em ơi. Ngon. Lên trên này chúng ta có thể nhìn quang cảnh của map này luôn. Vâng, nhìn ở trong map thì rất là đẹp. Nhưng mà chúng ta bắt đầu ra những cái góc bấc thì bây giờ thì như map như lìn ấy. Từ, mình nhìn thấy thằng nó cận chiến mình rồi. Xuống phang không anh em? Rồi, hai thằng này bị đập tiếp. hai thằng kia thì vậy không chém, kiểu nó không chém lên nó bị đập ấy. Tồi vãi nồi. Nào đi tiếp nào. Có hai cái cây dừa này. Đi qua luôn. À, mấy cái bụi này là mấy cái vực nha. Cái map này không dành cho những anh em nào yếu tim và sợ độ cao. Vãi cả lìn. Ui, nó cao lắm anh em ơi. Oh. Chỗ này là chỗ nào đây? Nó đi đâu nữa anh em? Mà sử dụng không có. À, ôi. Hình như phải bắc qua anh em ạ. Hình như phải bung qua cái góc ở đấy. Gì đấy, mày tính cận chiến tao thằng kia. À, thằng lợn này.
Trốn 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 anh em ơi. Ơi ơi, ơi nó thích cận chiến mình em ơi. Thằng láo cá chó này. Ê à, địch bệnh mày được, mày được. Thằng láo cá chó này, thằng láo cá chó mày đâu, mày đâu? Mày trốn đâu? Ủa? Ồ oh! Có một đường tắt anh em ơi. Ôi đi nhanh hơn nhiều đấy. Thằng lợn kia, cái thằng lợn Brazil kia. À mày dám cận chiến anh em tao, thằng láo cá chó này. Láo à? Làm sao mày em không? Thằng lợn này chém tao hơi nhiều đấy. Cái thằng đấy với cái thằng cờ A kia là hai cái thằng rất là nguy hiểm. Nên mày mèo đi cận chiến anh em ơi. Mình phải để ý mấy thanh niên này. À cái thằng lên kia lại đi đường tắc á, mày xuống đây, mày xuống đây. Xuống thì nó cho mày chơi game khác. Đây bạn ơi, mình không chém bạn ơi, bạn mình ơi. Anh em chúng ta không có thù hằn cá nhân nhá, anh em chúng ta không có thù hằn cá nhân nhá. Thằng lìn này có thù hằn cá nhân với thằng kia vãi lìn luôn đấy. Mày hả? Mày hả? Mày hả? Thằng lìn này chém tao sợ chưa? Lần sau thấy tao thì né đi thằng Brazil. Láo cái chó. Ok, tiếp tục đi khám phá map anh em ơi. Mấy thằng nhân này bị chém nhiều sợ. Ui dồi. Cái map quốc shop này lỗi nhiều cực anh em ạ. À được rồi, được rồi, được rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Lên được đây rồi. Có vẻ bây giờ workshop bên sếp QQ khá là nhiều tài nguyên nhỉ. Bây giờ có thể gọi là kiếm được cây cối các thứ. Ngày xưa chỉ lắp được mấy cái gọi là cục hình vuông, hình chữ nhật rồi các thứ thôi. Bây giờ anh em phải thấy là tài nguyên khá là nhiều này. Cây cối rồi. Nhà tre, nhà yếc khá là nhiều này. À đây, 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 đây. Đi sao, qua đây, qua đây, sao, qua đây, sao. À, chúng ta phải bung qua đây, phải bắt qua đây anh em ơi. Kỹ thuật này mình biết, kỹ thuật này mình biết. May là ngày xưa ở trong mấy clan bung ở bên sếp Việt Nam nên có biết một chút mẹo bung anh em ơi. Không biết ngày xưa anh em nào có bung ở bên sếp Việt Nam không? Nhớ ngày xưa cái map thị trấn Bỏ Hoang là một trong những cái map bung vui cực. Bung đặt bom dưới lòng đất các kiểu. Qua đây, qua rồi, qua rồi, qua rồi, hay quá. Sau này thị trấn Bỏ Hoang bị update không bung được nữa. Cái này thì sao? Đây như thế này à? Cái map này như kiểu tập kỹ năng bung nhiều hơn là tập kỹ năng parkour ấy các bạn. Rồi nhảy sao? Cứ như này. Hình như là phải chạm vào mép của nó. Mình nhớ thường thường mấy cái bung này hay phải chạm vào mép để nó đẩy ấy. Nó đẩy như kiểu ép tường ấy. Thôi thôi bà nhảy đi, bà nhảy đi, bà nhảy đi. Thằng này không phải đồng đội mình nhá anh em. Thằng này nó có thể cận chiến mình bất cứ lúc nào. Mình mà cứ giành giành slot nhảy của nó lại cận chiến cho mình. Cái là ngu người ấy. Ok kìa, nó bung được rồi kìa. Được rồi kìa, hay hay, nó chui được nửa người mấy em ơi, hay quá nhờ. Học lỏm, học lỏm, học lỏm. Copy liền, copy liền, copy liền. À được rồi, mình chui được nửa người mấy em ơi. Nghĩa là mình sẽ chạm vào một cái mé góc trái của cái này. Đó, anh em thấy không? Đó. Mình gần vô được rồi, mình gần được vô được rồi. Một tí nữa thôi, yeah. Góc bấc này khá là dễ này, đây. Ôi, góc bấc này là gì đây? Bắt đầu hiểu nguyên lý rồi anh em ơi. Áp dụng thôi. Ôi, chút được nửa người này, nửa người thôi, nửa người. Cái đoạn này hơi khó nha. Nào qua đi, qua. Một tí nữa thôi em ơi, một tí nữa rồi mình qua được rồi, qua được, qua được rồi, qua được rồi, qua được rồi, qua được rồi. Cái đoạn này bung tường mỏng mà phải không? Những đoạn này là bung tường mỏng anh em ạ. Bung tường mỏng thì mình đã từng bung ở trong những cái map gọi là map kính ấy, map có sóc kính ấy. Đi xuyên kính ấy. Đây đúng rồi. Thành công rồi anh em ơi. Mình đã thoát qua những cái nhà tre đó rồi. Và bây giờ mình sẽ qua một gọi là giai đoạn mới của map bung này.
Thì anh em phải thấy là uầy, chúng ta vừa phải bắc, chúng ta về vừa phải gọi là bắt cua nữa. Được chứ nhở, cái map này làm ok ấy nhở. Đây đây đây, có thanh niên đi trước anh em ơi. Thanh niên này dẫn đường, chứ mình cũng không biết map đâu. Nhảy nhanh lên bạn ơi. Rồi, dẫn đường đi bạn ơi, rồi. Quẹo đâu ấy? Uầy, uầy, uầy. Bắc vào đây à? Phải không vậy? Đúng rồi anh em ơi. Sợ, easy, easy. Bắc cua, bắc cua, bắc cua. Sao lại có thể dễ được như vậy nhỉ? Thực ra là có người hướng dẫn thì đi cái map này sẽ rất là nhanh đấy anh em ạ. Đấy giờ mình mò, mình lâu vãi nồi rồi. Đây mình cứ đi, mình giờ mình cứ đi sau thanh niên này là ok này. Nó nhảy lên cái vàng vàng kìa. Ủa sao nhảy lên được vậy? À đây rồi anh em ơi. Copy, copy 100%, copy 100%. Rồi đến đoạn này, ủa sao đoạn này phải bất, ôi đoạn này phải bất tường á hả? Đã bất tường lại hơi khó nha. BL bên dưới. Đến ship này. Được chưa ta? Đường này, ôi trời ơi. Ủa, nhưng không phải ở đây à? Đi đường nào anh em? Giờ không có người hướng dẫn sao đi? Nhiều đường quá. Ơ, à, hình như có một cái thanh này ở đây này. Sao lại có cái thanh ở đây nhỉ? À, hình như mình phải rớt vào đúng cái thanh này, xong tí mình bay thẳng. Có cái bay kia mình bay thẳng lên. Rồi, ok, ok, hiểu, hiểu, hiểu luôn anh em ơi. Trời ơi, may quá có một chút kỹ năng bùng. Chứ không là cũng không thể nào qua được cái map này rồi. Cái map này còn khá là nhiều step đấy anh em ạ. Đây mới gọi là step qua nhà, step nhà máy thôi. Mới từ cái nhà gọi là cái nhà gỗ qua cái nhà máy. Mà đã nhiều góc bùng khó như vậy rồi. Nhiều lắm mà không bùng cái này. À đây 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 đây, đây, đây. Hiểu 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 hiểu. Cái biểu tượng BL mũi tên đấy là chúng ta phải đi theo hướng dẫn như vậy anh em ạ. Quỷ đi. Nhớ ngày xưa bug cái này ở cái map thị trấn Bảo Hoang, nhảy xuống dưới rồi đặt bom. Vĩnh vị đặt bom không ai gỡ được ấy. Đây 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 đây, hiểu hiểu hiểu. Rồi, chúng ta lại cái gì rồi, cái này bug cái này sao? Bung một cái thuyền này hả? Ok, có vẻ clip của mình cũng khá là dài rồi. Thôi hẹn anh em vào clip tiếp theo. Anh em muốn mình làm thêm về cái map này không? Không biết anh em có thích cái map này không nhỉ? Nếu anh em muốn mình làm thêm cái map này và muốn mình khám phá những cái điểm bất mới của cái map này thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nha. Và đừng quên comment bên dưới. Nếu anh em ủng hộ nhiều thì mình sẽ làm tiếp nha. Mình nhìn cái map này mình không biết map á. Đi hơi khó. Thôi bye bye anh em và những clip tiếp theo.